Chào các bạn. Hôm nay là ngày 2 tháng 11, một buổi chiều mát, tôi lại ra ngồi nói chuyện về cuộc chiến tranh ở Ukraine một tí xíu. Như vậy hôm nay đã là ngày thứ 251 rồi. Thì theo dõi cuộc chiến tranh này trong vòng thời gian gần đây á, thì có một điều dễ nhận thấy á, là đối với quân đội Nga mà nói á, thì gần như trên tất cả các mặt trận họ đều bị dồn vào cái thế phải phòng ngự rồi. Thậm chí là còn ở nhiều mặt trận là cái thế phòng ngự của quân Nga nó còn vô cùng khó khăn và nó nguy hiểm nữa. Cho đến hôm nay á, thì gần như là chỉ còn một hai cái chiến trường ở cái vùng Donetsk á, có thể xem là cái nơi mà quân đội Nga họ còn duy trì được cái thế phản công, thế tấn công thôi. Còn là gần như ở hầu khắp các mặt trận còn lại á, thì cái thế trận của quân đội Nga thật sự là vô cùng khó khăn. Và tôi vẫn bảo lưu quan điểm từ trước đến giờ là cái chuyện mà quân đội Nga họ thất bại á, thì tôi nghĩ là chỉ là cái vấn đề thời gian thôi. Bởi vì mặc dù là phía Nga họ có nhiều cái nỗ lực, nhiều cái cố gắng để mà tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh này, tuy nhiên tôi nghĩ là nó cũng không giúp họ thay đổi được cái kết quả cuối cùng đâu. Thì nói chung đó, về diễn biến trên thực địa thì có nhiều kênh truyền thông người ta đưa tin rồi, thậm chí là người ta đưa tin rất chi tiết. Chính vì vậy dưới góc độ cá nhân thì tôi quan tâm đến những cái khía cạnh khác của cuộc chiến tranh này. Một trong những cái yếu tố đó là cái gốc rễ, cái nguyên nhân xảy ra cuộc chiến tranh này. Thì về cái ý này á, thì dưới quan điểm cá nhân của tôi á, thì tôi cho rằng cái mô hình độc tài kiểu cá nhân của ông Putin á, là cái gốc rễ, là cái nguồn cơn của cuộc chiến tranh này. Sở dĩ tôi đưa ra cái nhận định như thế á, là bởi vì cái nước Nga từ khi tách khỏi Liên Xô á, rõ ràng là cái thời điểm năm 1991 mà khi Liên Xô tan rã đó, thì đã có những cái hy vọng về một cái nước Nga sẽ hòa nhập vào châu Âu, hòa nhập vào Tây Âu, hòa nhập vào thế giới văn minh. Tuy nhiên là rõ ràng là không lâu sau đó thì mọi chuyện nó khác, nó đã thay đổi. Tức là cái nước Nga từ năm 91 đổ đi á, thì về mặt thể chế chính trị á, thì nó khác Liên Xô, nó không còn là xã hội chủ nghĩa nữa. Tuy nhiên về cái bản chất á, thì rõ ràng nó không có gì khác hết, nó vẫn y chang vậy. Thì tôi cho rằng đây là cái gốc gác của vấn đề, cái cội nguồn của vấn đề. Rõ ràng cái sự nguy hiểm của một cái chính thể độc tài kiểu như ông Putin á, là nó nằm ở cái chỗ á, đầu tiên á, là mọi cái ý kiến đối lập, mọi cái ý kiến trái chiều, mọi cái sự phản biện xã hội đều bị triệt tiêu hết. Thật sự là bị triệt tiêu hết. Để nhường chỗ cho xung quanh ông Putin á, là có thể nói là toàn bộ những cái nịnh thần hết. Gần như là ông chỉ xây dựng một cái lầu son đó, rồi xung quanh ông là toàn bộ là những nịnh thần hết. Mọi cái ý kiến phản biện xã hội thì nó đều không vào tới tay ông được, thậm chí là nó không thể nào tồn tại được. Thì đây là cái điều ý đầu tiên. Cái ý thứ hai á, thì từ cái đầu tiên á, nó dẫn tới một cái điều á, là rõ ràng nó đem lại cho ông một cái sự ảo tưởng ghê gớm về cái khả năng thật sự của nước Nga, của quân đội Nga. Rõ ràng là cái mô hình độc tài cá nhân kiểu như Putin á, thì mọi thứ nó chỉ diễn biến theo một chiều thôi. Khi mà xung quanh ổng là toàn là những cái nịnh thần được ổng nhào nặn á, được ổng dựng nên á, thì rõ ràng là gần như á, là khi mà mọi cái gì ổng đưa ra thì gần như là bao giờ cũng là hay là số một hết. Hoàn toàn nó không có một cái phản biện nào hết. Rồi á, cũng chính từ đó thì nó dẫn tới một cái nguy hiểm nữa. Tức là khi mà cái quyền lực nó tập trung tuyệt đối trong tay ổng thì rõ ràng là mọi cái báo cáo nó đến với tay ổng thì thật sự là nó không có trung thực. Mà đỉnh điểm tiêu biểu của cái việc này á, là cái khả năng của quân đội Nga đó. Rõ ràng là một cái nước Nga hàng năm á,
họ vẫn dành một cái ngân sách cho đâu đó là khoảng từ dao động từ 60 cho đến 70 tỷ đô để mà phục vụ cho các cái phục vụ cho quốc phòng. Thì cái ngân sách này nè, nó nhiều thì nó cũng không phải, so với Mỹ với Trung Quốc thì nó không nhiều, tuy nhiên á, so với phần còn lại thế giới thì nó rất là nhiều. Mỹ thì ngân sách quốc phòng của Mỹ thì nó phải gấp 10 lần của Nga, rồi của Trung Quốc thì nó cũng gấp đâu 4-5 lần. Tuy nhiên so với phần còn lại của thế giới thì ngân sách của Nga chừng đó, ngân sách dành cho quốc phòng hàng năm thì nó không ít. Tuy nhiên là rõ ràng là qua cuộc chiến này thì mình mới thấy rằng á, là rõ ràng cái hệ lụy của một cái thể chế độc tài như ông Putin là nó nguy hiểm ghê gớm. Khi mà dưới góc độ cá nhân á, thì tôi cho rằng chắc cái phần lớn cái số tiền mà 60-70 tỷ đô đó, thì chắc là cái bộ khi mà qua tới bộ quốc phòng thì chắc tướng tá rồi chia nhau hết, chẳng đầu tư vô quân đội được bao nhiêu đâu, chẳng mấy đồng chảy vô được quân đội đâu. Cho nên khi mà cuộc chiến bây giờ nó đã đi tới được 8 tháng rưỡi á, thì rõ ràng là mọi thứ nó bộc lộ một cách quá rõ luôn. Quân đội của một siêu cường á, xếp thứ hai thế giới, mà thật ra đến không phải là đến bữa nay thì quân đội Nga họ mới cạn kiệt vũ khí, mà thật ra cái việc này xảy ra từ lâu rồi. Cái điều này thì tôi đã trong nhiều cái video từ khá lâu rồi tôi đưa ra cái nhận định này rồi. Rõ ràng là từ cái tháng thứ tư thứ năm á, thì quân đội Nga họ đã có dấu hiệu là họ cạn kiệt vũ khí rồi, đặc biệt là các loại đạn pháo rồi các cái loại tên lửa. Bởi vì cơ sở để tôi đưa ra cái nhận định này thì rõ ràng trong cái cuộc chiến này á, thì cái lực lượng mà gọi là chủ công của phía Nga đó, là các cái lực lượng pháo binh. Rõ ràng là cái pháo binh chính là cái lực lượng chủ công của quân đội Nga trong cái cuộc chiến tranh này. Và cái chiến thuật của họ thì rõ ràng là nó rất là lạc hậu, rất là cũ kỹ. Khi mà gần như là họ dùng mưa bom bão đạn để mà giành cái lợi thế trên chiến trường. Tuy nhiên là từ tháng thứ 5, thứ 6 trở đi á, thì rõ ràng là cái tần suất mà bắn tên lửa rồi tần suất mà họ bắn đạn pháo á, nó giảm hẳn. Tôi để ý cuộc chiến này từ những ngày đầu cho đến bây giờ, thì thật ra từ những cái tháng thứ 5, thứ 6 á, thì nó đã có rất nhiều cái chỉ dấu cho thấy là quân đội Nga họ cạn kiệt vũ khí từ thời điểm đó rồi. Cho đến hôm nay thì rõ ràng là cái chuyện đó thì nó quá rõ rồi. Khi mà cho đến bây giờ thì rõ ràng là cái thứ mà quân đội Nga họ dựa vào á, thì không phải là vũ khí, không phải là tên lửa, cũng chẳng phải đạn pháo nữa, mà là bây giờ là các cái máy bay không người lái của họ mua của Iran. Thì cái chuyện cho đến giờ này thì cái chuyện mà quân đội Nga họ cạn kiệt vũ khí thì nó quá rõ rồi, mình không cần phải nói nhiều nữa. Tuy nhiên là thật ra là từ tháng thứ 5, thứ 6 á, thì tôi đã đưa ra cái nhận định này rồi, và liên tục xuyên suốt từ đó giờ tôi vẫn khẳng định là quân đội Nga thật sự là họ cạn kiệt rồi, mọi nguồn lực của họ là cạn kiệt rồi. Thì tất cả những cái việc này á, là tôi cho rằng là hệ quả từ cái mô hình độc tài cá nhân kiểu Putin hết. Bởi vì với một cái thể chế, một cái mô hình như thế để tồn tại được thì rõ ràng là không còn cách nào khác, là ông Putin cũng phải dung dưỡng cho tham nhũng thôi. Đặc biệt là các lực lượng như là Bộ Quốc phòng hay là các lực lượng an ninh đó, là các cái lực lượng mà ông Putin buộc phải dung dưỡng. Có thể là ông biết á, từ trước đến giờ có thể là ông biết á, chứ không phải là không. Tuy nhiên á, là dù biết thì cũng không làm gì được. Bởi vì á, để mà mua sự trung thành của những cái lực lượng này á, để mà có được cái sự ủng hộ từ những cái lực lượng, đặc biệt là quân đội á, thì không còn cách nào khác là ông phải dung dưỡng cho những cái lực lượng này họ tham nhũng, họ hủ bại, từ đó họ mới trung thành. Thì cái hệ lụy của những cái sự việc này nó dẫn đến một cái thực tế là rõ ràng là đến khi mà hữu sự xảy ra đó, thì mọi thứ là nó lột tả một cách đầy chân thật luôn. Quân đội Nga họ bước vào cuộc chiến tranh này với cái vị thế là cường quốc quân sự lớn thứ hai, đứng thứ hai thế giới, cường quốc xuất khẩu vũ khí cũng đứng thứ hai thế giới.
đây là một cuộc chiến tranh do họ chủ động phát động, họ chủ động lên kế hoạch. Thậm chí là ông Putin ông ấp ủ cái mưu đồ xâm lược Ukraine từ lâu rồi, chứ không phải là mới đây. Tuy nhiên là với tất cả những lợi thế đó, thì khi cuộc chiến tranh nó mới chỉ nổ ra vài tháng thì thật sự là quân đội Nga họ đã đuối rồi. Thì điều này dưới góc độ cá nhân thì tôi cho rằng đây là tất cả là đến từ cái hệ quả của sự độc tài, đặc biệt là đặt mô hình độc tài cá nhân kiểu như Putin á. Rõ ràng là nó cực kỳ nguy hiểm. Nó không chỉ nguy hiểm đối với cuộc chiến tranh này, mà thật ra trong cái góc độ cá nhân của tôi thì tôi cho rằng cái mô hình độc tài cá nhân kiểu như Putin á, mà đích thân là chính thân Putin đó, tôi cho rằng là mới là tội đồ của nước Nga cho đến thời điểm này. Sở dĩ nước Nga nó bây giờ nó phải rơi vào cảnh này á, thì tôi tin chắc rằng là ông Putin là nguyên nhân của mọi nguyên nhân hết. Rõ ràng là cái đất nước Nga với cái diện tích, với cái lãnh thổ là hơn 17 triệu km vuông, bao la bát ngát, 11-12 múi giờ, với cái trữ lượng tài nguyên thiên nhiên thì gần như bất tận luôn, trong đó rất nhiều cái tài nguyên là có giá trị cao. Rồi cái quy mô dân số của nước Nga thì cũng đâu đó là cũng 140-150 triệu người, là cũng một cái quy mô dân số lớn. Đặc biệt hơn nữa, ở cái thời điểm năm 91 mà khi Liên Xô tan rã đó, thì thật ra là nước Nga gần như là họ kế thừa phần lớn cái nguồn lực của Liên Xô. Các cái nền tảng của Liên Xô là gần như là nước Nga họ kế thừa gần hết, từ cái kho hạt nhân cho đến cái ghế thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nói chung là họ kế thừa tất tật. Tuy nhiên là sau 30 năm, hơn 30 năm, trong đó là phần của ông Putin là hết, cho đến nay là đã là 22 năm rồi, thậm chí là 23 năm luôn rồi. Thì dưới góc độ cá nhân tôi cho rằng cái nước Nga ngày hôm nay, nếu mà công bằng mà nói, thậm chí nó tệ hơn Liên Xô của trước năm 91 nữa. Rõ ràng là nước Nga bây giờ theo dưới quan điểm cá nhân tôi còn tệ hơn Liên Xô của trước năm 91 nữa. Nước Nga sau hơn 30 năm thì rõ ràng trong đó có phần ông Putin là hết 23 năm, không làm được cái gì ngoài cái chuyện là đào mốc xuất bán. Rõ ràng nền kinh tế Nga ngoài đào mốc xuất bán thì họ có làm được gì đâu. Thậm chí là trong cuộc chiến tranh này từ đầu đến giờ, những gì mà quân đội Nga họ sử dụng thì phần lớn cũng là cái của Liên Xô để lại. Có chăng là những cái thứ mà của quân của nước Nga thì tôi nghĩ là chắc cũng vài cái ngàn, một số cái tên lửa chính xác cao đó thôi. Còn là phần lớn là vẫn là những gì Liên Xô để lại hết. Từ xe tăng, máy bay cho đến đạn pháo các thứ là gần như là quân đội Nga, dưới cái quan sát cá nhân tôi á, thì từ đầu đến giờ là họ phần lớn là họ cũng sử dụng cái kho vũ khí mà được Liên Xô truyền lại, chứ cũng chẳng phải là cái thứ mà nước Nga làm ra. Thì nói tóm lại á, cái khía cạnh mà tôi quan tâm á, một cái khía cạnh mà tôi quan tâm nó liên quan đến cuộc chiến này á, là cái gốc rễ của cái vấn đề á, là rõ ràng là ông Putin á, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Ông ôm mộng á, là khôi phục lại cái vị thế cho nước Nga. Ông ôm mộng á, là chia sẻ quyền lực với Mỹ. Ông mong muốn rằng là nước Nga có một cái vị thế ngang hàng với Mỹ, cái mà ông hay thường gọi là cái thế giới đa cực á. Thì tất cả là những cái suy nghĩ và những cái tham vọng của cá nhân ông thôi. Tuy nhiên cuối cùng rồi ông đem ông áp vô cho trong nước Nga, để rầu giờ đây á, chưa biết là cuộc chiến nó bao giờ nó sẽ kết thúc. Tuy nhiên với dưới góc độ cá nhân thì tôi cho rằng á, với việc phát động cuộc chiến này thì có những cái thứ mà nước Nga vào đây họ sẽ mãi mãi mất đi. Tôi dưới góc quan điểm cá nhân tôi cho rằng là như thế. Có những thứ mà rồi nước Nga bất chấp là cuộc chiến này bao giờ nó sẽ kết thúc, và nó kết thúc với kịch bản nào, thì sẽ có những cái thứ mà nước Nga họ sẽ mãi mãi mất đi. Đầu tiên là cái vị thế về cái cường quốc quân sự đứng thứ hai thế giới. Thì tôi tin rằng với cái cuộc chiến này nè,
có một điều chắc chắn là cái vị thế này của quân đội Nga là sẽ bị xét lại. Rồi cái vị thế về cái cường quốc xuất khẩu vũ khí đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ thôi. Thì có một điều chắc chắn rằng á, với cuộc chiến tranh này thì chắc chắn là nước Nga họ sẽ mất cái vị thế đó. Rồi cái vị thế về một cái cường quốc về năng lượng, tôi vẫn tin rằng sau cái cuộc chiến tranh này, với cái cuộc chiến tranh này thì nước Nga họ sẽ mãi mãi mất đi cái vị thế đó. Rõ ràng là nước Nga họ sẽ mất đi cái vị thế đó. Thì đó là ba cái chính thôi, còn tất nhiên là nó nhiều thứ nữa. Cái mà quân đội nước Nga họ mất sẽ qua thông qua cuộc chiến này thì nó nhiều lắm, nó thiên hình vạn trạng, gần như là họ mất trên tất cả các lĩnh vực họ đều có sự mất mát hết. Tuy nhiên đó là ba cái rõ ràng nhất, và ba cái gần như là từ đầu đến giờ, từ khi mà nước Nga tách ra khỏi Liên Xô đến giờ, là những cái thứ mà nó tạo nên giá trị của nước Nga, nó là cái niềm tự hào của nước Nga. Thì từ cái cuộc chiến này đổ đi là nước Nga gần như tôi tin chắc là họ sẽ đánh mất những cái vị thế này. Thì đó là vài quan điểm cá nhân của tôi liên quan tới cuộc chiến tranh này. Cảm ơn quý vị đã xem video và ủng hộ cho kênh. Xin lỗi mọi người vì hôm nay trời cũng tối quá. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.